khu vực ven đê phường Đông Hải, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm. Trong buổi chiều nay, những ngôi nhà cuối cùng đã được người dân chặn buộc lại. Toàn bộ các lực lượng khác trên địa bàn đều đã được huy động đến giúp dân. Đã nhiều năm Ninh Thuận không chịu ảnh hưởng bởi các cơn bão, nên lần này người dân tỏ ra rất lo lắng, không thể chủ quan. Cơn bão này nó sắp sửa nó vô dụng đất lên, bà con đây ta lo ta trang thiết bị để chống ràng để trồng chặt chịt để chống bão chứ. Họ nếu có lệnh như vậy phải đi vô đây chịu chết rồi. Tại mình ở gần biển quá mình sợ em à. Chứ ví dụ như ở trong xóm thì nó còn đỡ, ở gần đây sợ. Ông bố biết con sống á, năm ngoái mà sống ông bố gần lên cái ngọn điện ấy luôn. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, phường Đông Hải đã cho di dời gần 880 hộ dân của 8 khu phố sống ven đê đến các nhà kiên cố và các trường học trên địa bàn. Trước tiên là ưu tiên cho người già và trẻ em, mà phụ nữ có thai là chúng ta tiến hành tổ chức là đưa bà con vô cái trường cấp 2 của Đông Hải. Còn cái thành phần còn lại thì đưa vô những cái nhà kiên cố nằm bên trong của từng cái khu vực. Theo đánh giá của tỉnh Ninh Thuận, hiện nay nhiều ngôi nhà của người dân ở những khu vực xung yếu ven biển trên địa bàn chỉ chịu được sức gió cấp 6, 7, trong khi sức gió bão số 12 hiện mạnh cấp 12, giật cấp 15. Do đó, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, tỉnh Ninh Thuận dự kiến di dời gần 18.300 hộ dân với gần 80.000 nhân khẩu tại các khu vực xung yếu. Chúng tôi cũng giao cho các cái địa phương ngay trong ngày hôm qua và ngày hôm nay đã rà soát lại tất cả các điểm dân cư ven biển và lên kế hoạch và di dời các cái nhà dân hoặc là chằng chống lại nhà cửa của bà con nhân dân để hạn chế thấp nhất cái thiệt hại mà do bão lũ cũng như là lốc xoáy gây ra. Trong 2 ngày qua, tỉnh Ninh Thuận liên tục cử các đoàn công tác xuống địa bàn đôn đốc triển khai các phương án phòng chống cơn bão số 12. Cùng với đó, việc người dân không tỏ ra chủ quan sẽ giúp giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra.